không hẳn là em nói lời yêu, nghĩa là em thể hiện qua những cái việc làm. Cũng không có biết được là Trang lại quý và thương mình đến vậy, sau này mới nhận ra. Mà ấn tượng đầu tiên gặp thì thấy nói chuyện rất là cục ngủng, không có gọi là cái thiện cảm ban đầu, chưa có quen với ai nữa thì mới nói là thôi quen với anh này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.